Thì cái chữ emer này thì nó có hai nghĩa, một là mày, hai là em, tức là nó đại diện cho một cái âm đấy, vân vân. Cái câu thứ ba nó cũng như vậy, tao đang buồn, tao muốn ra ngoài chơi cho vui, phải không ạ? Đấy, thì đấy chính là cái câu, và cái câu sau này là người ta dịch nó ra. Rồi cái câu thứ tư là cũng như vậy, lúc đầu đọc thì cũng không hiểu nhưng mà sau đó thì lần lần mới hiểu ra, rồi cũng hỏi các em sinh viên là cái này nó có nghĩa là gì. Thì các em cũng giúp thầy giải mã như vậy là bé ui sáng húm ni nhà mình có việc á, bé đi học một mình được không à, phải không? Vâng 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 Tiếp đến cũng là một cái câu thứ năm. Các anh chị thấy cái màn hình còn lớn không hay là còn nhỏ, quên nữa. Vẫn lớn thầy. Lớn hả? Lớn Dạ. phải không? Dạ. Rồi ok tốt. Cái câu tiếp theo là câu số 5. Mình không biết nói gì hơn. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Happy birthday to you, vân vân và vân vân. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy cái ngôn ngữ tuổi Tín là rất là hay. Rồi nó sử dụng ngoài những cái từ viết tắt, rồi nó không sử dụng các cái dấu ký hiệu. Đấy. Chữ T rồi dấu sao chẳng hạn. Thì ở đây có nghĩa là gì? Tại sao? Anh lại nói với, cái chữ với là VSM như thế, tức là NT. Rồi biết là dùng chữ big, rồi buồn là buồn, rồi không là chỉ ghi chữ K mà thôi. Rồi gì, rồi ghi chữ gì như thế này, đúng không? Rất đẹp. Giờ, giờ sao đó. Lại nói với nhau những lời không vui, vân vân và vân vân. Đấy. Tiếp theo chúng ta có một cái câu khác, câu số 7. Cái này thì các anh chị sẽ thấy nó có rất nhiều. Đấy. Ví dụ câu thứ 7 này thì chúng ta nói như thế nào? Câu này là nói như thế nào các chị? Em chúc anh vui vẻ trong ngày lễ tình yêu nha. Ok, cảm ơn anh Phúc. Nhưng mà anh gì? Đây là có số 2 đằng sau là anh Hai Phúc. Anh hai, đúng rồi. Em chúc anh hai vui vẻ trong ngày lễ tình yêu nha, đúng không? Anh Phúc có hay sử dụng loại này không ạ? dạ chắc không có rồi ơi. Không có hả? Rồi, ok, rồi. Câu số 8. Rồi, câu số 8. Câu số 8 nó nói cái gì ạ? Buồn quá mày nhỉ, lại hết năm lớp 12 rồi. Tiếp đi, tiếp đi cô Yến, cô Hiền. Sao Buồn quá mày nhỉ? dữ quá em chưa đọc được, mà tụi mình không được vui như hồi năm ngoái, nghĩ là nghĩ vậy thôi là tao buồn ghê gớm. nhưng Mà mình hứa nhưng mình hứa sẽ mãi là bạn thân, đừng quên tao, đừng quên tao. Và mãi trường À, sầu và ni nha. và
mái Nói trường trường yên dấu, mái trường nghe yên chưa? dấu Yên đi dấu nghe yên nhẹ dấu nha. à đi nha. Wow. Ok. Thì nếu như mà các anh chị nào mà đi dạy thì thường hay thấy rằng là học sinh nó viết trao đổi với nhau là như vậy đấy. Đúng không? Vậy thì đối với mình thì mình có phê phán không? Hay là sao? Bởi vì có rất nhiều cái bài viết phê phán cái này. Nhưng mà theo quan điểm của các anh chị thì sao? Đấy. Thầy, cái này ngày ngày Ừ. xưa thầy tụi em Vâng. còn có cái chuyện mà viết chữ này mà viết nó ra số á thầy. À, thế Thầy nữa. có thầy đã biết cái đó không thầy? Đó À. là ví dụ viết một bài nhưng mà nhìn vô là toàn số không. Ví dụ À. như là chữ y dài đi À, đúng thì rồi, viết thành số 1 với số 12. Cái đó đọc ra một cái bảng viết số quá trời số luôn, mà nếu mà ai mà không biết á là À. không thể nào đọc được cái đó luôn á thầy. Như Thì vậy thì cái đó còn nó có được gọi là ngôn ngữ tuổi teen không thầy? không phải cái đó là dạng mật mã Là cái đó là mật mã rồi các bạn à thì đúng hơn là ngôn ngữ đúng không dạ, cái đó là ngày xưa cái tụi em là tuổi teen teen là hay viết cái à, kiểu đấy á thầy ạ. à thế hả Dạ. thế mới được Hồi xưa tụi em là cứ mà viết, đặc biệt là mấy đứa mà nó viết thư tình yêu mà viết thư cho nhau mà để thầy cô không biết á, thế là dạ là mấy bạn cứ cứ viết đọc vô mà thầy cô thấy số không là thầy cô không đọc được. thì như vậy có thể đó là những cái ký hiệu hoặc là những cái mật mã mà chỉ có trong một group nào đó hiểu hiểu nhau đúng không thì nó chưa nó sẽ không trở thành phổ biến như trong xã hội bây giờ đây. Đúng rồi, nói tới tính phổ biến mới được. À nó tính phổ biến chứ đúng không Không, rồi cái đó là thời đó tụi em là phổ biến lắm á thầy. Ai mà các bạn, ừ đó là em nghĩ là các bạn cũng biết đó thầy. à Dạ. à thế hả ừ Dạ, ở đó tụi em là rất là phổ biến cái chuyện đấy, đi học cái mà cũng biết đó vậy đó hả. là xuất phát từ cái bản mò trong não hóa cái chuyện đó À, là à, ví dụ như là khi mà thầy cô mà viết mà đọc nhanh quá tụi em viết không kịp á thì tụi em cũng biết số kiểu đấy á thầy ạ. Dạ. Còn cái tự kia ngôn ngữ tin là tất cả mọi người đều hiểu, nhưng mà nó biết thể biết thôi, không biết là mọi người cá nhiều người ta đều hiểu. cô Lộc đang trao đổi hả Thay đổi hình thức không phải là thay đổi. như thế này này nếu mà nó trở thành một cái hiện tượng khá phổ biến hả? Nó khá phổ biến ở trong cái xã hội của chúng ta bây giờ thì có thể cái thời của cô Lính á, thì là một cái tỷ lệ nhất định nào đó nhưng mà bây giờ hầu như tuổi teen là nó hiểu nhau như thế này cả đấy. Thì bây giờ chúng ta theo quan điểm của chúng ta thì như thế nào cũng có rất nhiều cái bài viết người ta phê phán cái này nhưng mà theo thầy thì nó vẫn có những cái như thế nào bởi vì tuổi teen người ta nói chuyện với nhau thì người ta có cực kỳ ngôn ngữ và người ta hiểu nhau và cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ để teen nó dùng và quan điểm của thầy là thế này con người tạo ra ngôn ngữ thì cũng có quyền thay đổi ngôn ngữ à các anh chị đồng ý không và ngôn ngữ là nó để phục vụ cuộc sống chứ không phải là ta sống theo ngôn ngữ bởi vì một điều đơn giản nhất là chúng ta tạo ra ngôn ngữ đấy vậy thì chúng ta muốn hiểu tuổi teen thì chúng ta phải làm như thế nào chúng ta muốn hiểu tuổi teen thì chúng ta phải học và phải học để mà hiểu tuổi teen như thế nào như vậy chứng tỏ là gì teen nó không sai quan điểm của thầy thì cho là tuổi teen nó ở đây người ta không sai các em các cháu nó không sai nhưng mà cái quan trọng nhất là cái điều mà thầy gạch màu đỏ là nên dùng nó khi nào nên dùng nó ở đâu và như thế nào mà thôi
Thưa thầy, dạ. Nếu như mà nói như thế này á, thì em thấy có một cái vấn đề ngay chỗ thầy Bùi Hiền á thầy. Khi mà thầy tạo ra một cái ngôn ngữ của thầy đó, thì cái ngôn ngữ đó nó cũng gần gần giống cái kiểu của tuổi teen á, thì thầy thấy nếu mà dùng mà mình thay đổi cái phong ngôn ngữ như thầy Bùi Hiền thì mình có được gọi là mình chuyển qua teen này không thầy? À, cái này thì không thể được, bởi vì hai cái là hai cái điểm khác nhau, bởi vì là hai quan điểm và hai cái cách mà gọi là trình bày nó khác nhau. Dạ, tại em thấy cái của thầy Bùi Hiền em đọc vô em cũng thấy nó cũng là những cái từ giống như tuổi teen này viết này thầy nè. Ví dụ như từ quá đi thì thầy ấy viết là chữ W, chữ A, dấu sắc. Thì tuổi teen nó cũng viết là chữ W, chữ A, dấu sắc. Đó là chữ quá. Đó. Thì trong đó có thể là có những cái giống, nhưng mà có thể có những cái nó không giống với tuổi teen. Thành ra mình không thể nào mà chúng ta đưa nó vào cái gọi là teen talk được cả. Bởi vì cái thầy Hiền là thầy xây dựng theo một cái hệ thống ngôn ngữ. Còn đấy là tuổi teen là nó tự sáng tạo ra cái ngôn ngữ của nó để nó giao tiếp với nhau. Thành ra thầy nghĩ là chúng ta không thể đưa cái đó vào cái gọi là ngôn ngữ tuổi teen được. Bởi vì thầy Hiền thầy muốn xây dựng cả một cái hệ thống ngôn ngữ đó. Là như vậy. Thầy em thấy trước khi mà thầy Hiền đã đưa ra cái cuốn mà ngôn ngữ của thầy đó thì tuổi teen nó đã dùng những cái từ đấy rồi. Thì mọi người mới đặt cái vấn đề là không biết là có phải là tuổi teen lấy ngôn ngữ của thầy hay là thầy thấy ngôn ngữ của tuổi teen để thầy đưa vào thành ngôn ngữ của mình. Thì cái đó phải có một cái chuyên đề để chúng ta có thể đi sâu vào đó. Đó. Thì lúc đó là chúng ta mới có thể vỡ ra được nhiều vấn đề. Tiếp theo thì cũng có một cái ví dụ như là bây giờ ngoài cái tuổi teen ra, những cái từ thì có những cái từ mà phải nói là nó du nhập vào Việt Nam, tức là cái xã hội nó phát triển mới, đúng không? Thì cái ngôn ngữ nó cũng phát triển theo. Đây, các anh chị này đồng ý không ạ? Vậy thì tại vì sao có những cái ví dụ như là live show, rồi MC, rồi forum, rồi hacker. Thế bây giờ chúng ta dùng những cái từ như thế này cả. Chứ không ai dịch ra là live show tiếng Việt là cái gì, rồi hacker là cái gì, vân vân. Thì nếu như chúng ta dịch ra thì nó không còn mang cái nghĩa của cái từ đó một cách hoàn toàn như thế nữa. Đấy. Thì như vậy kết luận lại là gì? Tức là những cái bạn trẻ đang dùng cái ngôn ngữ thời A cộng, thì gọi chung là cho thời A cộng đi. Thì những cái mà của teen talk như vậy nó chỉ là những cái người ta được dùng trong các cái blog của chat mà thôi. Tức là các bạn có thể sử dụng thoải mái, bởi vì các bạn thông qua cái ngôn ngữ của các bạn có thể hiểu nhau, các bạn có thể giao tiếp với nhau, nó trở thành ngôn ngữ của các bạn. Nhưng mà một điều là chúng ta không thể đưa nó vào trong sách vở nhà trường được. Tức là chúng ta không thể xây dựng một cái hệ thống ngôn ngữ bên cạnh với hệ thống ngôn ngữ của nhà trường được. Và cái thứ hai là chúng ta cũng đừng dùng nó sai lúc, sai chỗ. Nếu mà viết những cái câu như vậy mà trong bài làm để cho thầy chấm, thì có lẽ là bài đó nó sẽ dùng không đúng chỗ, đúng chưa? Và nó cũng không đúng lúc. Thì cũng có thể có một em nào mà lại làm bài lại viết là chắc thầy không hiểu đâu, đúng. Không ai đồng ý cái chuyện đó. Như vậy tóm lại là gì? Các bạn sáng tạo ra ngôn ngữ của các bạn dùng để hiểu nhau. Thì bây giờ người lớn muốn hiểu các bạn thì người lớn phải
phải học, phải tìm hiểu để hiểu các bạn. Nhưng mà một cái lời khuyên là dùng đúng lúc, đúng nơi. Đấy. Vấn đề thứ ba thầy muốn nói là language and taboos. Taboos là gì ạ, các anh chị? Taboo là gì ạ? Dạ, những cái cấm kỵ. Ừ, những cái điều cấm kỵ. Dạ. Vậy thì chúng ta tìm hiểu khái niệm taboo là cái gì? What is taboo? Hoặc là what are taboos? Thì taboos là những cái người ta gọi là những cái rules. Mà nó có thể là written hoặc là unwritten. Nó là những cái quy luật thành văn hoặc là bất thành văn của một cái nền văn hóa mà nó cấm người ta không được nghĩ về cái chuyện đó, không được đụng chạm, không được chỉ trỏ vào đó, không được bàn hoặc là không được nói về cái đó, không được viết về điều đó, hoặc là một cái gì đó mà người ta xem nó là cấm kỵ, xem là cấm kỵ. Thì bây giờ chúng ta hãy thử xem một số cái. Ví dụ thế này này. Một số cái verbal means, tức là cái phương tiện bằng lời, thì có những cái từ mà người ta gọi từ đó là từ kiêng kỵ. Đấy, thì người ta gọi nó là verbal means. Thì bây giờ các anh chị xem thử là chúng ta có những cái từ nào mà người ta gọi là từ kiêng kỵ không ạ? Ví dụ những cái từ mà chúng ta không được nói, hoặc là chúng ta phải biến nó thành một cái âm khác hoặc là một cái từ khác. Ngày xưa thì có kỵ húy thầy, còn hiện tại bây giờ tên của mấy cái vị thần Phật gì kiêng ít đề cập tới. Ví dụ như người theo đạo Hồi thì không có được nói liên can tới Allah chẳng hạn. Ok, that's right, good. Có một cái số từ mà nó liên quan đến tên gọi của ông bà tổ tiên, cũng không được gọi đến. Đặc biệt là khi đặt tên cho con cái thì ngày xưa người ta hay trích hoặc là người ta trá trong cái gia phả của cái dòng họ đó để tránh những cái điều mà hủy kỵ hoặc là kiêng kỵ. Ở Huế trước đây người ta thường hay dùng cái cách nói cùng một cái từ đó, nhưng mà người ta gọi nói trài đi, nếu thôi sợ phạm hủy. Đấy. Ví dụ như là có người tên là ông cụ hay là ông những cái bậc cao về tổ tiên ở trên, ví dụ người ta nói là người đó có tên là bàn chẳng hạn, thì không bao giờ người ta gọi là cái bàn được, mà người ta phải chuyển thành một cái từ khác, người ta gọi nó là cái bờn chẳng hạn. Thì đó ở Huế đấy. Rồi ngày xưa là ở Huế là có vua chúa là hay có đao phủ thủ. Đao phủ là cái người chuyên xử chém các cái tội nhân phạm nhân. Chỉ cái cụ đó người ta tên là ông đó là ông Ngáo, tên là Ngáo. Thì sau này người ta không dùng cái từ Ngáo
ở Huế. Đấy. Thì những điều đó là cấm kỵ. Hoặc là khi nào sử dụng cái từ đó thì được dùng để dọa trẻ con. Ví dụ khi trẻ con không ăn, người ta đuốc thức ăn không ăn thì mà ồ ăn cổng thôi ông ngáo, thì cái kiểu giống như sử dụng một cái tên gọi huý kỵ để mà làm một cái hình tượng để có thể đe dọa được trẻ con, thì đó là một cái hình thức thứ nhất, tức là người ta gọi là nó thể hiện qua những cái phương tiện về lời nói. Thứ hai là có những cái phương tiện mà phi lời nói. Thì khi đó người ta nói đến cái vấn đề là gì ạ? Người ta muốn nói đến cái thái độ hoặc là cái hành vi. Đấy. Hoặc là thậm chí những cái cử chỉ nhất định. Người ta cho rằng đó là điều kiêm kỵ. Không được có những cái cử chỉ như vậy. Rồi những cái ví dụ như là tránh ảnh này, dấu hiệu vân vân, thì những cái đó người ta gọi là kiêng kỵ. Thì bây giờ chúng ta vừa có những cái gọi là taboos ở Việt Nam rồi, còn English thì thực sự ra mình cũng không sống ở trong đó, thành ra mình cũng không hiểu, mình cũng không hiểu được, thành ra chúng ta cũng khó có thể tìm được cái ví dụ về taboos ở trong tiếng Anh. Ví dụ như trong tiếng Việt của chúng ta thì gọi là gì? Don't touch at hoặc là don't point at. Đấy. Ví dụ như có những cái bức tường mà người ta kiêng kỵ chỉ hay là chỉ tay vào, trỏ tay vào. Đấy. Một số cái bức tường mà người ta cho là thiêng liêng thì không được chỉ trỏ vào. Đấy. Hoặc là nhiều khi người ta chỉ nhưng mà người ta cong một tay lại, rất rất là buồn cười. Thì cái này ở Việt Nam này khác với ở các nước khác. Có nhiều nơi, ví dụ như một cái trường đại học ở tại Ý chẳng hạn, thì nó có một cái bức tường. Đấy. Mà người ta gọi là bức tường rất là thiêng. Thì những học sinh nào mà muốn có những kết quả tốt trong quá trình làm bài thì người ta thường đến, người ta sờ vào đó để đạt được kết quả tốt. Đấy. Rồi cái thứ hai là cái kiêng kỵ nhất là cái xoa đầu. Xoa đầu, ví dụ người lớn có thể xoa đầu trẻ con, khen người nó, nhưng mà nhiều lúc đó cũng là một cái cấm kỵ, nhưng mà đó là văn hóa của Việt Nam. Còn nếu nói là văn hóa của nước ngoài thì các anh chị thấy là thường trong đá bắn đá bóng á thì nó hay khi nó phạm lỗi nó hay kéo nhau xong rồi nó xoa 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 cái đầu, thì đó là do cái văn hóa của từng quốc gia. Để rồi rồi cũng đừng có nói về những cái điều như vậy, đừng có viết về những điều như vậy. Vậy thì vì sao mà có những cái điều kiêng kỵ như vậy? Thì thứ nhất, người ta cho rằng đó là một cái nỗi sợ hãi đối với ma quỷ này, cái chết này, hoặc là những cái hiện tượng mang tính chất siêu nhiên. Tức là khi mà người ta không lý giải được, người ta không tin được, thì người ta thường hay sợ, và đặc biệt là sợ ma. Mặc dù không biết là có ai đã nhìn thấy ma chưa, hoặc là ma như thế nào thì không ai giải thích được, nhưng mà nghe nói đến ma là sợ.
Thậm chí là bây giờ nếu các anh chị ở nhà một mình thôi, trong một cái căn nhà vắng lặng không có người, xung quanh cũng là đồng trống, trong nhà một cái ánh đèn le lói thôi, tự nhiên các anh chị vẫn cảm thấy nó rờn 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 người, đúng không? Thế như vậy, cái đó là do cái nội sợ. Và từ đó người ta có những cái hết sức là kiêng kỵ. Trước đây ngày 30 Tết đêm giao thừa không được quét nhà. Quét nhà thì ngày đầu tiên của năm mới, ngày mùng 1 Tết không được quét ra, mà chúng ta phải quét ngược vào trong. Đấy, những cái điều đó là như vậy, người ta sợ những cái vấn đề. Rồi những cái tín ngưỡng liên quan đến vấn đề tín ngưỡng. Đấy, ví dụ như là hồi nãy anh Nguyên nói đấy, là mình không được dùng tên của những cái vị thánh thần một cách là tùy tiện, mà chúng ta phải sử dụng dễ dàng là tôn kính. Đấy, thứ ba là có những cái nghĩa mà nó xấu mà liên quan đến vấn đề sex, rồi những cái thuộc về gì ạ, các cái cơ quan nhạy cảm trên cơ thể, vân vân. Vấn đề thứ tư là những cái vấn đề thuộc về quan điểm, về ý kiến, về thích hoặc không thích. Đấy. Ví dụ như là không ai mà thích nói đến, ví dụ như là thần chết cả. Chiến tranh cũng vậy, thần chiến tranh cũng vậy, rồi bình tập cũng vậy. Thì nói chung là những cái điều như vậy, người ta thường tránh né, không nói. Và tự nhiên nó trở thành những điều gọi là kiêng kỵ, taboo. Rồi taboo words được hình thành như thế nào? Thì nãy giờ chúng ta cũng đã đưa ra rất nhiều cái ví dụ rất là cụ thể. Ví dụ như tên của các vị thần, tên của ác quỷ, tên của những cái nơi linh thiêng, đúng không? Rồi về tương lai, vân vân và vân vân. Đấy. Tên của những cái người thân đã mất, hoặc là tên của những danh nhân, chúng ta cũng tránh gọi những cái tên như vậy. Rồi. Tiếp theo là các cái biểu tượng về sức mạnh, hoặc là các cái sức mạnh của thiên nhiên. Các cái từ mà chỉ các cái bộ phận của cơ thể. Đấy, cũng không nên sử dụng làm gì. Thứ sáu là một số loài vật, vân vân. Thì cái này chúng ta có thể tự tìm hiểu ở trong này. Vấn đề tiếp theo là swearing là gì các anh chị? Đấy. Và đối với một số thanh thiếu niên trong thời đại bây giờ thì hay rất dùng cái loại này, swearing. Vậy thì do đâu mà có, và tại vì sao chúng ta hiểu swearing là gì? Thứ nhất, chúng ta hiểu khái niệm. The swearing chính là một cái uttering profanities or obscenities. Đấy. Nó thốt ra những cái lời xúc phạm, hay là bán bộ, hay là gây tổn thương cho người khác,
Mà cái điều đó là do cái gì ạ? Do cái sự gánh ghét. Hoặc là cái sự gì ạ? Hoặc là cái sự đối lập, tương phản. Hoặc là một cái sự kính tởm nào đó. Vân vân và vân vân. Thì đó chính là những cái từ mà người ta nói là gì ạ? Chữ tục hay là chữ thề vân vân. Thì vì sao như vậy? Vì sao lại có những cái từ người ta nói là chữ thề? Bởi vì nó là một cái sự pent up emotion, một cái cảm xúc mà nó bị dồn nén, một cái sự tức tối, một sự giận dữ mà bị dồn nén. Bây giờ được tung ra hoặc được tuôn ra thì nó sẽ tạo ra một cái người ta gọi là chữ thề. Đó. Thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai là để gì ạ? Để giải thích, không phải giải thích, để giải phóng một cái năng lượng sau một cái cú sốc bất ngờ. Đấy. Thì thay vì có người lựa chọn cái cách mà gì ạ? Giải phóng năng lượng sau một cú sốc bất ngờ bằng cách này, thì có người người ta lại dùng một cách bằng cách là chữ thề. Ok, đúng rồi. Và cái thứ ba, cái này nó thường là một nhóm người trong xã hội. Đấy. Và nhóm người này thường dùng để xem như rằng đó là một cái cách mà người ta cảm thấy rằng họ có vẻ là ở một cái thế giới mà ai cũng phải sợ. Đấy. Thì nó là một cái marker của một cái group identity. Thì thường thì nó có vẻ là chờ búa nhiều hơn, phản cảnh gì? Chờ búa. Vâng vâng và vâng vâng. Thế bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể tránh đi cái tình trạng này? Ví dụ khi tức giận quá mà không thốt ra được những cái lời như vậy, thì tốt nhất là chúng ta silence, keep silence. Cố gắng gọi là calm down, calm down and keep silence. Bởi vì khi mà mình quá tức giận, mình bị dồn nén, mà khi mình phát ngôn ra thì thế nào mình cũng phải gặp rất nhiều cái trở ngại về lời ăn tiếng nói. Thứ hai là chúng ta có thể tìm những cái từ đồng nghĩa mà nó có vẻ nghe có vẻ dễ chịu hơn là những cái lời chữ thề như vậy. Thứ ba, có thể sử dụng những cái từ những cái từ mà khá gần với đồng nghĩa. Thứ năm là dùng từ thay thế, thay thế hẳn bằng từ khác. Thứ sáu, chúng ta có thể dùng uyển ngữ, tức là một cái lời nói trài đi, lời nói giảm khinh, gọi là euphemism. Thầy ơi, cái này á thầy, em có một cái câu chuyện. Vâng. Mà ở em không ở biết ở ngoài Bắc á thầy. Uh-huh. Thì em bị giống như là một cái cú sốc văn hóa về cái vấn đề này á thầy. Dạ, thì giống ở đó, bà nội em á là ở ngoài Bắc. Thì khi mà bà đi vào á thì bà gặp tụi em á thì bà toàn bảo là cái con mấy được mấy người con gái á thì bà bảo là cái con đĩ này con đĩ kia. Thế là bà cứ nói đĩ nó đi đâu thế đĩ
Cái thứ là em và bà cũng tới với em thì em không có ở ngoài Bắc nên em không có biết cái từ đấy nó được thể hiện như thế nào, và em nghĩ là nó một sự xúc phạm ghê lắm. Và em rất là giận bà em về cái chuyện đấy. Thì còn bà gặp về mấy người con trai thì bà cứ thằng chó đó. Thì khi mà nói những từ đấy thì nó sau đó thì mẹ em mới giải thích cho em rằng là cái những cái từ đấy là được cái từ gọi là yêu thương lắm thì mới nói, chứ không phải là những cái từ mà kêu là xúc phạm. Đúng rồi. Hả? Thành ra là mình phải hiểu cái văn hóa vùng miền là một, và cái thứ hai là mình phải hiểu được cái ngôn ngữ địa phương là hai, và cái thứ ba là mình phải hiểu được là cái ngôn ngữ đó họ được dùng trong thời kỳ nào, tức là thằng có những cái giai đoạn mà ví dụ có thể ông bà mình người ta sử dụng như vậy thì nó mang nghĩa là yêu thương đấy, chứ không phải là cái gì. Em cứ tưởng là giống như là chửi ghê lắm á thầy, như là chửi thề vậy đó, chửi một sự xúc phạm vậy đó, nên là vì em không có ở đấy á thầy, nên là khi mà nghe tới những cái từ đấy là em bảo là em đâu có đi gì đâu mà cứ lúc ngày cứ kêu đi nên là em rất là bực. Đọc Chí Linh là phải tăng cường đọc một số tác phẩm nha. Ví dụ như Đất Lề Quê Thói nè, Việt Nam Phong Tục Tập Quán nè. Hồi em còn nhỏ anh Nguyên. Như vậy là chứng tỏ là như thế nào? Mình càng lúc càng học, càng nghiên cứu về ngôn ngữ, càng nghiên cứu về văn hóa, đúng không? Thì chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn rất nhiều vấn đề. Và sau này thì khi mà cô Linh cô đã hiểu ra những cái như vậy rồi thì bây giờ chứng tỏ rằng là bà của mình rất là yêu thương mình. Ở Huế con có nhiều cái từ khác nữa này, nhưng mà thầy không tiện nói ở đây, đúng không? Nhưng mà nếu không biết thì chúng ta là cứ nghĩ rằng đó là những cái điều đó. Nhưng mà thực sự ra nó là một những cái đó được dùng trong những cái thời điểm đã xa xưa. Và thậm chí có những người ngày xưa ở nông thôn mà miền quê, người ta còn đặt những cái tên cho con mình bằng những cái tên rất là tục. Nhưng mà người ta chỉ quan niệm thế này, đơn giản nhất là con đặt tên càng xấu thì lại càng dễ nuôi. Thì đó là cả những cái mà chúng ta biết, những cái tập quán, những cái nét văn hóa của cái nông thôn cái thời kỳ xưa. Thành ra cái đó, cái cả những cái từ mà cô Linh mà nói á, thì có một số cái tác phẩm trong Từ Lực Văn Đoàn á, trước đấy á, chúng ta hay đọc của Nhật Linh, của Khải Hưng là vậy á, thì những cái từ như cô vừa mới nói hoặc là ba là sử dụng á, là người ta dùng rất nhiều. Đấy. Ok. Như vậy là cả anh chị hồi đấy mình mà hồi đấy em nhỏ em đâu biết đâu thầy. Thì bây giờ biết rồi thì lại thương ba mình. Thì thôi chẳng hỏi gì cả, đúng không? Nó giai đoạn lịch sử của khác. Rồi. Tiếp theo, và nghề tiếp theo là cursing. Thì cái này cả anh chị cũng cần nghiên cứu gì nhiều. Chúng ta chỉ biết là gì ạ? Cursing chính là sử dụng các cái magic word, a phrase against somebody in order to harm them. Sử dụng những cái lời ma quỷ hay là ma thuật, hoặc là những cái cụm từ ma thuật để mà gì ạ? Để mà chống lại một người nào đó. Có mục đích làm gì? Mục đích là hãm hại người ta. Hay người ta gọi là yểm. Yểm. Hay là nguyền rủa, vân vân. Thì những cái này mình biết, mình cũng không, mình biết nhiều, nhưng mà có những điều mình không có thể nói ra được. Đấy. Và cái vấn đề thứ tư là cái vấn đề mà chúng ta thường hay dùng này. Và chúng ta nên dùng cái này.
Cái này người ta gọi là euphemism. Tạm dịch ra tiếng Việt là uyển ngữ. Uyển ngữ. Hay nói một cách nôm na, nó là một cái cách nói giảm đi. Phải giảm đi. Hay nói một cách khác, đó chính là một cái lối nói để không bị xúc phạm người khác. Đấy. Thì hồi nãy chúng ta có sử dụng một số từ, ví dụ như là gì ạ? À, cái từ chết chẳng hạn. Thì có rất nhiều cái cách để chúng ta diễn tả cái từ đó. Thì chúng ta sử dụng các cái từ đồng nghĩa đúng với những cái ngữ cảnh nhất định. Thì người ta gọi đó là euphemism. Thế như vậy định nghĩa về euphemism, nó chính là những cái expression mà cái speaker sử dụng có vẻ less offensive, less disturbing or less troubling to the listener. Là những cái cụm từ mà người nói sử dụng để làm giảm cái gì ạ? Giảm cái sự xúc phạm, giảm cái sự gây tác động không tốt đối với người nghe. Đây. Thứ nhất là khi chúng ta sử dụng các cái từ mà có tính chất uyển ngữ thì chúng ta phải sử dụng những cái từ đó ở đâu? Uyển ngữ về mặt tôn giáo. Ví dụ như là một cái vị hòa thượng mà họ mất thì chúng ta gọi là gì ạ? Một vị cao tăng mà qua đời thì chúng ta dùng cái gì ạ? Thường người ta không dùng chết, đúng không? À, mà người ta cũng không dùng là qua đời. Viên tịch không này? À đúng rồi, người ta dùng là viên tịch. Đấy. Thì thường là người ta sử dụng một cái từ đồng nghĩa, nhưng mà cái nghĩa của nó sẽ là giảm khinh đi, làm giảm đi. Và người ta nghĩ rằng là cái từ đó là cái từ rất là tôn nghiêm, anh chị. Đấy. Thứ hai là những cái từ uyển ngữ mà nó chỉ những cái vấn đề về sự bài tiết. À, thì ví dụ chúng ta đi toilet thế, đúng không? Chúng ta gọi là gì ạ? À? Đi cầu, vân vân và vân vân. Thế những cái đó người ta gọi là euphemism. Đấy. Hoặc là những cái nó thuộc về sexual euphemism thì cái này chúng ta cũng không bao nhiêu, đúng không? Rồi euphemism for death. Thế như vậy tùy thuộc từng cái đối tượng chết thì chúng ta có những cái từ chúng ta dùng khác nhau. Ví dụ ở 121 chúng ta có cái religious euphemism. Thì khi một vị cao tăng qua đời thì người ta gọi là viên tịch. Đấy. Khi một cái chiến sĩ chết thì người ta gọi là gì ạ? Là hy sinh. À, là hy sinh. Đúng rồi. Khi một người lớn tuổi, đức cao trọng vọng chết thì người ta gọi là gì ạ? Là mất. À, mất. Hoặc gì ạ? Từ trần. Từ trần hoặc gì ạ? Qua đời. Qua đời hoặc gì ạ? Về với tổ tiên hả? À, về với ông bà, với tổ tiên, đúng rồi, đúng không? Hoặc là có người họ dùng cái từ là quá vãng. Đấy. Hoặc là loại họ gọi là về quý tiến, đúng không? Quý tiến, đúng rồi, quý tiến, vân vân và vân vân. Thì nói chung đó là những cái mà người ta gọi là euphemism.
Bây giờ chúng ta sẽ xem một số cái từ của nước ngoài để dù sao chúng ta cũng hay đi nước ngoài. Thành ra chúng ta lưu ý cho thầy những cái từ như thế này. Ví dụ cái từ restroom. Ở nước ngoài thì người ta không dùng cái từ toilet. Mặc dù cái từ này là nó xuất phát điểm là cái từ toilet của tiếng Pháp. Nhưng mà các anh chị sẽ ra ngoài, các anh chị đi nhiều thì các anh chị sẽ thấy là nó ghi chữ restroom. Và cái này là người ta thường gọi nó là gì? Americanism. Theo lời nói của người Mỹ. Nhưng bây giờ thì nó cũng là phổ biến rồi các anh chị. Và vì sao người ta nói như vậy? Vì sao người ta không dùng chữ toilet mà người ta dùng là restroom? Bởi vì một cái restroom của nó rất là sạch sẽ, nếu đúng nghĩa của nó, có thể là ta ngồi vào trong đó ta có thể ngủ được. Mà cả anh chị không tin là cả anh chị, nếu cả anh chị nào đã từng đi Singapore thì cả anh chị sẽ thấy cái toilet nó như thế nào. Thì ở đó là người ta dùng cái từ restroom, có nghĩa là cái phòng đó các anh chị có thể nghỉ ngơi được, nó không hôi hám, nó không bẩn thỉu, nó không nhiễm được. Còn thậm chí là ở một số nơi thì người ta dùng cái từ WC, thì cái từ đó nó không còn mang cái nghĩa là euphemism được. Thứ hai là ví dụ những cái cụm từ ví dụ như là sanitary landfill, garbage dump, tức là những cái bãi rác, thì bây giờ họ sử dụng là cái gì ạ? Sanitary landfill. Rồi người ta dùng là ill-advised, thay cho cái từ very poor of that. Rồi pre-owned vehicles for used car, thay vì dùng second-hand, thay vì dùng brand new, thì người ta dùng là từ pre-owned vehicles, tức là cái loại xe mà đã qua sử dụng, có nghĩa là cái loại xe mà đã có người sở hữu trước rồi. Rồi ví dụ như ở cái trại cải tạo, trại cải huấn thì người ta dùng là gì ạ? Correctional facility. Và các anh chị sẽ thấy trong một số các cái bộ phim của Mỹ thì các anh chị thấy khi ở tù thì trên cái áo của nó có ghi là gì ạ? Nó có ghi là chữ C và D, có nghĩa là Correction Department, tức là cái trại cải tạo cải huấn thay vì là nhà tù, vân 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 vân. Mass room tissue thay cho cái từ toilet paper, vân vân và vân vân. Những cái từ này thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Chúng ta nghỉ giải lao chút xíu các anh chị, khoảng 5-7 phút trước khi chúng ta tiếp tục. Mời các anh chị nghỉ giải lao chút ạ. Dạ. Và slang thì người ta không xem nó là một cái hình thức là formal social situation hay là serious writing.
Như vậy khi nói đến tiếng lóng là chúng ta biết rằng nó thường là gì? Không chính thức là một. Thứ hai, nó sẽ được dùng với một cái nhóm người nhất định. Thì mỗi một cái nhóm người họ sẽ có những cái người ta gọi là slang riêng, tiếng lóng, để họ có thể hiểu nhau. Và cái thứ ba là chúng ta hiểu rằng tiếng lóng là một cái từ hoặc là một cái cụm từ mà nó nêu lên cái gì ạ? Nó nêu lên một cái sự thoát ra khỏi những cái thói quen thường lệ của cái cuộc sống hàng ngày. Tức là có những lúc chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ có tính chất là standard, nhưng mà cũng có những lúc không muốn ai biết thì người ta lại sử dụng tiếng lóng. Vậy thì vì sao mà chúng ta có tiếng lóng? Thứ nhất là để cho vì là một cái mục đích thư giãn. Thứ hai là nó là một cái sự luyện tập. Thứ ba là nó khác biệt so với cái ngôn ngữ chính thống. Thứ tư là nó mang tính chất sinh động. Thứ năm là nó vượt ra ngoài những cái điều mà gọi là khuôn phép, và khuôn phép đến cái độ người ta gọi là sáo hay là rỗng, người ta gọi là cliché. Thứ sáu là nó được dùng để cố đồng lại những cái gì đó, và thứ bảy là để làm phong phú thêm ngôn ngữ. Thì nói chung là nó có rất nhiều cái lý do để chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể tạo ra cái slang. Chẳng hạn như là chúng ta giảm đi cái tính nghiêm trang. Chúng ta có thể sử dụng nó để xem như là những cái điều hết sức là tầm thường, hết sức là thông tục giữa những con người thân quen với nhau. À, thì cái này nó cũng giống như là teen talk như vậy. Nó giống teen talk ở chỗ là gì? Nó nên được dùng đúng nơi và đúng lúc, cũng như là đúng với đối tượng. Và một cái cũng rất quan trọng đối với slang là để giữ bí mật. Ví dụ như là những cái người ở trong xã hội đen hay là trong cái thế giới ngầm, thì người ta hay thường dùng cái tiếng lóng để họ giữ những cái bí mật của họ, vân vân và vân vân. Thì chúng ta chia những cái loại slang ra thành 4 hoặc 5 loại như sau, và thậm chí là có 6 loại. Thứ nhất là teen slangs, tiếng lóng của giới trẻ. Đây. Dạ, cô nào có muốn tham gia? Cái tiếng lóng của giới trẻ thì nó lại khác với cái cách nói hồi nãy của cái thời đại A Còng vừa rồi. Ví dụ như là chữ ơi thì biến thành chữ oai chẳng hạn, la thì biến thành là, rồi có biến thành quá, rồi biết thì hồi nãy là chúng ta dùng là chữ biết, đây là biết. Đây, thì chỗ này chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nó cũng na ná, cũng gần gần giống
với là TikTok. Và loại này thì người ta chỉ sử dụng trong cái lứa tuổi teen vậy thôi. Thì bây giờ có một cái đoạn văn như vậy là anh xã hoài, em tiếc là em không quá biết nấu, nhưng em thì biết. À, vì vậy nhà mình hay là nhà mình nên kiếm ô xin đi. À, thì như vậy là giữa hai vợ chồng người ta có thể nói với nhau như vậy ở cái lứa tuổi teen. À, thì cái này nó cũng tương tự, cũng na ná như là teen talk. Cái loại thứ hai người ta gọi là criminal slang, tiếng lóng của tội phạm. Đây, tức là những cái người mà nó nằm ở trong cả cái thế giới ngầm hay là xã hội đen chẳng hạn, thì nó cũng có những cái tiếng lóng của họ. Đây, ví dụ như là chúng ta có thể gọi là chìa này, là chôm này, là chốt này, dân mắn này, đìa này, đồng này, chuột này, hiệu thổi, vân vân và vân vân. Cái này thì nhiều. Thứ ba, người ta gọi nó là pollution slang, tiếng lóng về môi trường. Đấy, áo mưa, bề, bì, ẹp, dập, đi đi làm, giết, gà, khứa, vân vân, những cái từ như vậy. Rồi fighting slangs, những cái từ lóng trong vấn đề đánh nhau. Đấy, ví dụ như là chúng ta có bụp, rồi là hàng nóng, rồi chỗ lửa, vân vân, rồi dập. À, đồ chơi vân vân, những cái đó là những cái người ta gọi là tiếng lóng. Thứ năm là legal slangs, tiếng lóng mà lại nằm trong luật. Đấy, thì cái này thì chúng ta cũng có thể cho nó vào ở cái chỗ là cái criminal slangs cũng được. Thứ sáu là student slang, tiếng lóng của sinh viên. À, ví dụ như là chúng ta nói là bốn mắt. À, đúng không? Bốn mắt là gì? Bốn mắt là cần thị đấy. Tức là nó muốn nói đến bàn nó cần thị, nó bốn mắt. Rồi cái gầy là gì ạ? À, ăn một điểm. À, chùm tiêu là gì? Bà nói hoài không hiểu thầy. Ok, good. Con ngỗng là hai điểm. Là hai điểm. Cua là ngang. Ngang như cua. Cúp cua là nghỉ học. À, trốn học. À, vân vân và vân vân. Đá lông nheo, đại úy, đại tá, vân vân. Ghi đông, ghi đông là cái gì? Ghi đông là giống như cái ghi đông xe đạp á, cái để chúng ta lái xe đạp á. À, là bò á thầy. À, không phải. Ghi đông là giống như cái số 3 vậy các anh chị. Thì nó 3 điểm là nó kêu ghi đông. À, em tưởng là ghi đông là cái mà bám theo xe đạp, thì bò bám theo người nào mà bám theo, nhưng mà là cái ghi đông. À, cái ghi đông là cái để lái. Mà ngày xưa để lái lần đó là giống như là cái số 3 vậy. Cái tay cầm để mà lại xé thì nó giống cái số 3 vậy. Người ta gọi là ăn 3 điểm là nó đã nhận một cái di động. Trứng ngỗng là điểm không đúng không thầy? Là điểm không đúng rồi. À, kính gãy gõng. Kính gãy gọng thêm con là hai cái gì? Con là hai
hai cũng không luôn. Còn lại hai cái trồng, còn lại hai cái trồng mắt thôi. Hai trồng mắt. Dạ đúng rồi. Đấy, kinh gầy gầu con hai cái trồng mắt. Thì ngày xưa khi họ cho điểm khống là không phải là một con số không mà làm hai con số không, tức là không không, nghĩa là kính gậy gầu. À, trứng vịt này, leo cây là gì? Leo cây là giống như là trẻ, là thất hẹn đúng không thầy? À, đừng nói thất hẹn, hẹn photo photo. Nghe tìm cô nhiều tô là giống như là sao y bài của người khác hả thầy? Đừng rối, chép bài của người khác. Tức là chúng ta tìm hiểu một cái số từ mà chúng ta đã từng sống qua, đúng không? Thì nó dễ, sẽ dễ hiểu cho chúng ta hơn. Tức là cái student slang ấy, quay phim. Quay phim này sinh viên nào cũng biết thầy ơi. Là sao ạ? À? Là sao ạ? À? Quay phim là sao ạ? À? À. Quay phim này là thường thường sinh viên tụi em biết nhiều quá thầy ơi. Từ là phao hả thầy? Giống dùng phao hả thầy? Thì cái đó là dùng phao hoặc là có gì gì? Có nhiều người nó gọi là lẻ. Lẻ là sao nhỉ? Là cứ liếc qua, liếc về, liếc qua, liếc về. Quay phim. Đấy, quay phim. Tùng là gì? Tụng là học bài, giống như là học học hoài, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, tụng hoài. Cứ gọi là gì ạ? Dùng cái từ gì cho nó vừa hình tượng vừa tụng. Cái này là thường là dành cho những môn văn rồi triết gì đó, đọc hoài mà không thuộc đó thầy. Nhưng mà cái này là không những là đọc rồi mà còn trong miệng con lẩm bẩm được á. Đúng không? Thì lúc đó mình gọi là tụng. À, giống như gào bài á, gào bài, viêm màng túi, viêm màng túi là hết tiền, bằng đàn cái gì đấy, cái chảo là cái gì, cái chảo mà giống cái mông hả thầy? Không phải, cái gì vậy? Cái chảo là dấu hỏi đó các anh chị. Nó giống như là cái dấu hỏi á. Rồi. Here là từ chỉ đôi giày đúng không thầy? Đúng rồi, là cái từ giống như là đôi ủng á, đôi bốt á. Giống cái... như thầy cái chảo theo tụi em nó hay, hồi đó hay nói là mày ngồi mày đưa nguyên cái chảo vô mặt tao hả? Đó. Tức là tụi em hay gọi cái chảo mà mày đưa nguyên cái mông vô mặt hả? Có thể là tùy vùng miền. Thì có thể là sinh viên ở ký túc xá thì có thể là sử dụng như vậy cũng được. Dạ. Tại sao tụi em hay nói vậy mà thầy? Nhưng mà nếu như vậy thì nó chỉ còn bến thôi à? Dạ. Mà nếu nào mà ngồi trước mặt mình á, mà ngồi ngồi cái xong mình á là mày đưa nguyên cái chảo mày vô mặt luôn đi. Rồi. Do đài cái gì? Giống như là một cái là giống như là hai đối tượng nói chuyện với nhau nhưng mà có điều là không phù hợp với nhau nên là bắt đầu mình phải thăm dò xem là người ta đang nói chuyện gì để mình bắt kịp và để mình tiếp với là câu chuyện của người ta cho nó phù hợp. Nhưng mà đó là cái giữa hai ba người nữ, hai ba người nam với nhau hay là giữa nữ với nam? Dạ nói chung là nó tự sử dụng chung. Sử dụng chung hả? Tức là có không này Tâm, dò đài á là có nghĩa giống mà một cái anh mà anh yêu cô gái mà không biết là cô gái đó yêu anh không á, cho nên là anh mà dò coi hỏi thử cái nó là dò đài á. Tức là thầy là nghiêng về cái ý tưởng này hơn. Nghiêng về ý tưởng này hơn. Ý tưởng của Linh phong phú quá trời luôn á. Thầy nghiêng về cái ý tưởng này hơn. Nhưng mà cũng có thể là bây giờ họ gọi không phải do đài mà gọi là bắt tần số. Sinh viên bây giờ gọi là bắt tần số. Đếm trường là gì? Đếm trường là dài á thầy. Rồi thức nhưng dài mà không ngủ á. Nhưng mà vì sao như vậy? Là thức thao thức á thầy. Không phải, cái này là dùng cho khi mà ôn thí á. Dạ.
Yeah, Đó, sao thức nghĩ cái này cứ dài vậy? Hai lúa. Hai lúa là chủ tử là nhà quê. Good. Mùa, đúng rồi. Chấn chất, tế, như vậy. Kẹt đàn. Kẹt đĩa này. Hết tiền, cô hầu hả? Kẹt. Không, cũng chưa hết mà. Cũng chưa hết đâu ạ. Mà còn không đủ. Thì người ta gọi là kẹt. Có nghĩa là nhà chưa kịp gửi, gửi tiền để mà để ăn và để trò chẳng hạn, phải gọi là kẹt đàn. Lên đoàn đầu đài, à cô hậu là thi mà thi gì à cô? Đúng rồi đó, thi lên đoạn đầu đài. Mỗi lần mà nói đi thi là nó rồi, sắp lên đoạn đầu đài rồi đó. Mà đúng đặc biệt là cái này là thi, là thi vấn đáp với thầy, là hay dùng cái từ lắm này. Cái đó là là thi vấn đáp đó. Lên mà lên đoàn đầu đài nổ là gì? Nổ nó quá sự thật. Nhưng mà nổ là có nghĩa là nói quá sự thật rồi, nhưng mà trong cái cảnh huống nào? Nói giống như nó điêu quá thầy. Không, thầy nghĩ cũng phải điêu, mà cái này là ba hoa đúng không? Yeah. Nói có vẻ ba hoa chích chòe mà mười voi mà không chút nước sáo thì người ta gọi là nổ. Phao là gì? Là phao là giống như từ photo á thầy. Giống từ photo, tức là cái tài liệu đấy. Tài liệu, đúng rồi. Quán lưu đàn cũng giống như từ nổ á thầy. Từ nổ, đúng rồi. Quay là sùa, sùa. Tiến sĩ gây mê. À, tiến sĩ gây mê này tụi em hay nói lắm thầy ơi. Sao à cô? Cứ mỗi lần nào thầy nào mà nói cứ từ từ rồi nói giọng là tụi em được. Mà cứ vô là tụi em cứ gật lên gật xuống là bắt đầu là nói thầy này tiến sĩ gây mê nè. Là cứ làm dạy mà học trò ngủ luôn trong lớp đó thầy. Đúng rồi. Nhưng mà như vậy là tiến sĩ gây mê thì phải có phó giáo sư là hồi sức, đúng không? Đúng không? Nếu có gây mê hoài thì người ta ngủ ngủ luôn làm sao? Thì phải có hồi sức, phải có hồi sức tích cực, phải đưa vào ICU, đúng không ạ? Rồi. Cái gì nè, quê một cục thôi, quê một cái lậu sư phụ, lậu sư phụ nè. Lậu sư phụ là gì thầy, em biết luôn. Sáu nơi hàng tòa giống như lậu thầy vậy. Tức là học một môn mà quá nhiều người dạy. Một môn. Bên này mới nghe luôn á thầy. Cái này thì thầy cũng là có nghe. Lậu sư phụ hay lậu thầy có nghĩa là gì? Tạp nham. Một môn mà có quá nhiều người dạy, một người dạy theo một phách, không ai theo ai cả. Thì người ta gọi là lậu sư phụ. Kiểu này là gọi là quái chè đậu á thầy. Quái chè đậu hả? Dạ. Ok, cùng học thêm được nhiều thứ. Right, good. Vâng. Rồi. Rồi nhiều cái cũng vui lắm, nhưng mà bởi vì chúng ta là đã trải qua thời sinh viên, chúng ta đã biết hết tất cả những cái này, thì thành ra khi mà chúng ta nói ra thì chúng ta hiểu nhau. Phải gặp các anh chị. Ủa thầy, nhưng mà bây giờ á, nó có những cái từ ví dụ như là thả thính. Thả thính này á thì nó nằm ở trong cái nào thầy? Không, thả thính thì cái đó là thường dùng trong team talk, team slang. Nó cũng là tiếng lóng mà thầy. Nó là tiếng lóng đấy. Nhưng mà nó nằm trong cái nhóm nào ở trong đây thầy? Team hả thầy? Team đó, team slang đó. Ví dụ như gọi, ví dụ như gấu mẹ vĩ đại đi chẳng hạn. Thì cái đó cũng là tiếng lóng đúng không thầy? Thì nó nằm trong nhóm nào thầy? Thì nó nằm trong cái xã hội á, cái nhóm mà nhóm xã hội. Mình nhớ là có vợ mới xài bà lên ơi. Đây mình nói anh Nguyên có gấu mẹ vĩ đại.
thì cái đó nó vừa là từ vựng nhưng mà nó vừa là hình tượng nữa cả cả cô ạ, đúng không? Phải như thế nào người ta mới nói là gấu mè vĩ đại, chứ con nếu nói không thì người ta không hình dung được. À, mà cái này là phải có hình tượng, lúc đó chúng ta mới quyết định được. Đó. Anh Nguyên mà đi đâu cái đem có hỏi anh Nguyên có đem gấu đi theo không mà? Nhưng mà cái đó là cũng tùy người. Ngoài kia thì người ta gọi là sư tử chẳng hạn, rồi đi. Sư tử Hà Đông hả thầy? Ừ, đấy, ví dụ như vậy. Đấy. Thì cũng thuộc dạng như vậy. Vì cái hình thức mà cấu tạo của các cái từ ghép thì chúng ta cũng đọc để chúng ta biết thêm chút xíu. Cái phần thứ năm người ta gọi là language and social relation, thì cái này nó liên quan đến cái mà style. Thì cái 1, 2, 7, 5 và 2, 7, 6 á thì chúng ta sẽ không nghiên cứu. Lý do vì sao? Bởi vì cái này nó phải đi vào một cái môn học riêng, cái đó gọi là môn stylistics, gọi là phong cách học. Đấy, phong cách học thì style sẽ có nhiều cái style khác nhau, ví dụ như là style trong văn học. Đấy, rồi style ở trong dạ tiểu thuyết, rồi đủ loại style. Thì cái này nó thực ra là nó vừa khó và nó vừa không có sát với chúng ta. Cái thành ra cái mục mà nói đến stylistics thì chúng ta bỏ qua, xem như là giới hạn thế này. Thì sang cái mục thứ 7 cái này chúng ta cũng cần phải nghiên cứu, cần biết, đó là language and interaction, ngôn ngữ và sự tương tác ngôn ngữ. Thì trong cái này người ta có những cái là gì ạ? Bilingualism. Có nghĩa là song ngữ hay là sử dụng hai ngôn ngữ cùng một lúc. Và cái này nhiều khi người ta còn gọi nó là code switching. Mà cái hiện tượng này là cái hiện tượng rất phổ biến trong cái xã hội chúng ta bây giờ. Và cái thứ ba người ta gọi là pitching. Pitching là tiếng bồi. Đây. Thì trước hết chúng ta ta hiểu thế nào là bilingualism. Khi các anh chị thấy là có một cái tiền tổ là bi, thì các anh chị biết nó là gì ạ? Nó là two. Và lingual là do cái từ gì ạ? Language mà ra, tức là hai ngôn ngữ sử dụng cùng một lúc. Bây giờ ví dụ thế này này, một số người Việt Nam sang định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, thì khi họ sinh con cái họ ra thì lúc đó con của họ thường hay sử dụng cái này gọi là bilingual, sử dụng song ngữ cùng một lúc. Tức là nó sử dụng tiếng Anh ở ngoài xã hội, ở trường học, nhưng mà về nhà thì nó sử dụng tiếng Việt chẳng hạn. Đấy, thì cái đó người ta gọi là bilingual. Thì ở đây ở cái dấu sao thứ hai thì cả anh chị này nó là switching between their two languages in the middle of a conversation by co-switching. Đấy. Tức là tự nhiên nó đang nói một câu như vậy, thì một phần là tiếng Anh, rồi một phần là tiếng Việt. Hoặc ngược lại, một phần là tiếng Việt, rồi một phần là tiếng Anh. Đấy. Thì cái này các anh chị sẽ thấy là nó rất
rất sử dụng rất là nhiều. Thậm chí có nhiều người họ nói là gì, bây giờ là phải tư duy bằng tiếng Anh, bởi vì sống và làm việc ở Anh, ở Úc, ở Mỹ nhiều rồi, cho nên chỉ là vừa nói tiếng Việt nhưng mà là trong đầu là nảy ra tiếng Anh. Và thậm chí nhiều lúc người ta nảy ra tiếng Anh là nhiều hơn, là nhanh hơn là nảy ra tiếng Việt. Thì như vậy cái hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng bilingual, hay còn gọi là code switching. Ví dụ ở rất nhiều người họ nói là buy one với chớ nhưng mà get one free, ra chờ mua cứ mua một cái là có thêm cái. Rồi có người sẽ nói thế này: chị ơi, em đang depressed quá vì em và boyfriend vừa split rồi. Như vậy cái đoạn đầu thì là bằng tiếng Việt, bắt đầu qua cái từ mà gì ạ, buồn chán thất vọng quá, tìm cái từ tiếng Việt không ra, rồi đềm luôn cái từ depressed. Rồi nói là bạn trai, bắt đầu tìm vào là boyfriend. Bây giờ chia tay không, không nói nhưng tìm không ra từ chia tay là split. Rồi. Hoặc là trong cả cái cơ quan, nhất là cơ quan bây giờ là có tính chất là liên doanh với nước ngoài các anh chị, thì cái hiện tượng này là cái hiện tượng cũng rất phổ biến. Tôi nghĩ là 15 ngày nữa việc này nó mới xong. Hoặc là này, anh đã làm cái report chưa? Hay là anh đã gặp boss chưa? Ông ấy là manager, vân vân và vân vân. Hoặc là thậm chí là cả một cái khúc, cả một cái cụm từ, hoặc là thậm chí là cả một câu. You can drink coffee, nhưng mà tôi sẽ uống được trà. Nếu mà anh mệt thì please stay home tomorrow. Vâng vâng. Hoặc là trong văn phòng người ta hay nói gì? Ê, hôm nay có làm overtime không? Hoặc mình đang follow up cái vụ này, tức là mình đang đang kiểu đang theo dõi cái vụ này, vân vân và vân vân. Rồi một số cái ví dụ mà nó có vẻ dài hơn. Đây. Sorry mày nha, tối qua papa với mama cắt cơm, money hết sạch, chứ không thì tao đi overnight với tụi bây rồi. Từ đấy tới chiều có chương trình gì? Đấy là con đỡ đó. Từ đấy tới chiều có program gì? Phone cho tao một tiếng. Nói tức là nó chuyển từ một cái mà ngôn ngữ này sang một cái mà ngôn ngữ khác. Rất là nhanh. See you. Hoặc là các anh chị sẽ thấy là bây giờ các bạn trẻ hay nói cái câu thứ hai là thôi đi mày you. Thôi đi mày you. Mày you dòm lại cái body của mình coi. Có sport chục nào đâu mà chê người ta. Ăn là rồi go. Stay up late kiểu này hoài thì skinny cả đám. Skinny là nó ốm đến cái mức độ là gì ạ? Là dơ cả xương ra ngoài. Ông G dạy amateur hay cho nói. Ít ra phải guide tụi mình viết phần forward. Còn content và decor thì mình làm được. Đấy. Hơi đâu mà wait. Lo mà cay đi chữ in là. Bây giờ là chiếm vào tiếng Pháp. Chạy số dữ lắm. Ngay cả chữ số này bây giờ nó cũng biến thành từ phổ biến trong tiếng Việt. Chữ số đó là do từ gì mà ra cả anh chị? Sâu quá thầy. Sâu, đúng rồi. Đó là cả cái bụi diện. Bây giờ người ta không dùng là
không dùng là bụi diệm nữa, mà người ta dùng chạy số dữ lắm. Mà ta biết là chạy số đó có nghĩa là chạy show, thằng nào cũng làm solo, chữ riêng gì mà solo là only one, đúng không? À. Hoặc là partner, tụi em chiều nay sẽ tới thành phố, em book hai single room nhé. À, coi như em đã confirm luôn rồi đó, chỉ khỏi cần phải check lại. Mà bây giờ cái từ check in là cái từ gần như là cửa miệng của giới trẻ. Lúc đầu thấy không hiểu check in là gì, bởi vì check in là thường như anh Nguyễn là anh dẫn khách đến để anh check in vào khách sạn đúng không ạ, rồi check out ra khỏi khách sạn. Nhưng mà bây giờ check in là nó gì ạ? Nó... tới chụp hình lấy dấu. Tới chụp hình. Cái đó đâu check in. Lúc đó thấy không hiểu vì sao người dùng là check in này. À, sau mới hiểu được à, tức là nó đứng cái chỗ đó nó chụp nó để lại cái đó, giống như Nguyên mới nói. Yeah. Hoặc là bây giờ cái cách nói là anh có thể arrange cho em một appointment với director được không? Nói một cách rất bình thường mà trôi chảy. Em cần interview anh một số điều về mấy cái project ở Vũng Tàu. Merci anh rất nhiều. Không dùng thank you, mà thậm chí là thank you rồi còn thank you anh nữa. Hiểu hết. Đã yêu rồi thì anh gì nữa mà vẫn phải thank you anh. Giống như hay nói mày sao tao solo một mình luôn á mày. Đã solo rồi còn một mình nữa. Đã solo mình. Vâng vâng. Thì nói chung là code switching là cái mà bây giờ bây giờ thấy cái lời kết mà thầy cũng sử dụng code switching hay là bilingual như sau. Code switching mình không dịch nữa, đúng không? Mình không dịch là chuyển mã ngôn ngữ giữa hai ngôn ngữ Việt và Anh là một hiện tượng tự nhiên, không nói như vậy, mà nói luôn là code switching là một cái natural phenomenon. Cho nên chúng ta chẳng có gì mà phải worry về issue này, ok? Cho nên chúng ta chẳng có cái gì mà phải lo lắng về cái vấn đề này cả, đúng không? À, dùng rất là liên tục, chẳng có gì phải worry về cái issue này, ok? Ok, mà bây giờ cái từ ok là dùng rất phổ biến. Và lại cái habit chém tiếng Anh vào tiếng Việt này nó khó quyết lắm. Cái thói quen mà cứ chém tiếng Anh vào tiếng Việt rất là khó bỏ. Quý bạn cứ try your best nói tiếng Việt về politics hoặc job trong một bữa cơm gia đình mà coi. It will be a pain. Chìm cho đi. Vâng vâng. Thì đó chính là cái lời kết của cái câu switching. Còn về cái pidgin. Pidgin là hồi nãy các anh chị thầy còn nói là gì ạ? Là tiếng bồn. Mà tiếng bồi này á, trước đây nhất là ở thời kỳ Pháp thuộc thì người ta sử dụng tiếng bồi rất nhiều. Tiếng bồi rất nhiều. Thì tiếng bồi chẳng qua là cái gì? Để đáp ứng về cái mặt ngôn ngữ. Và người ta cũng có một cái người ta gọi là gì ạ? Nó cũng là một cái mixture of two or more languages. Nó trộn lẫn giữa một hay hai ngôn ngữ lại với nhau. Bây giờ các anh chị hãy xem này. Một cái ví dụ rất là vui. Một lễ tân khách sạn. Một lễ tân ở khách sạn. Mà cái này là thầy ghi được. Dạy tiếng Anh cho khách sạn. Thì để nghe một cái cô nhân viên lễ tân cô nói với một khách sạn. À, cô này cô nói là gì? Where are you from?
rất đáng hoan là chúng mình where you from, không cần phải đầu tư gì hết, hiểu không? Hiệu quả nhé. Khách trả lời là I'm from Sydney. Good. How many times you holidays in Vietnam? Đi nghỉ ở Việt Nam mấy lần rồi? Ông Tây hiểu, 1 month. Oh, too long. In Huế, how long you stay in Huế? 3 days. Yes, my country very beautiful. You think? Yes, very beautiful in Huế. Too many the garden. Your country? Too many motorcycle in your country? No, all in the car. My country, many motorcycle. Many, many bicycle. Too busy, too noisy. Đây là một cái đoạn đối thoại giữa một nhân viên lễ tân của một khách sạn ở Huế với một cái ông khách từ Úc này. Thì theo các anh chị, họ giao tiếp tốt không ạ? Giao tiếp thế này có hiểu nhau không ạ? Dạ tốt. Quá hiểu ạ. Quá hiểu không ạ? Như vậy thì rút ra một cái kết luận là gì? Ngôn ngữ là understandable, là sự hiểu nhau. Tức là khi anh nói ra người ta hiểu, và anh nói lại người ta hiểu. Nhưng mà lại có một cái nghịch lý thế này, là nhiều khi mà anh sử dụng chuẩn quá là anh lại nói ngập ngang ngập ngưng, đúng không? À, ngập ngang ngập ngưng. Nhưng mà khi mà anh nói một cách thoải mái tự nhiên thì anh ngập ngang ngập ngưng gì cả. Thì lúc đó cái cô này cô nói, cô thấy thầy đến bên cạnh thì cô cũng hơi ngại, nói không em cứ nói đi, cứ nói thoải mái, đừng có nghĩ chi ngữ pháp ngữ lối chi hết á, nghĩ cứ nói đi. Nói ra một cha thấy ok. Còn chưa chắc những cái người mà nói đúng, nói chuẩn mà thầy là hiểu. Và thầy đi sang với chỗ đập ngồi, cái ông mà hướng dẫn, ông nói cũng rất đơn giản. Ông nói mình là đừng có lơ đàng với cái hành lý của mình. Thì ông chỉ nói câu đơn giản là gì? What in front of you belong you, but what behind you belong to another. Hiểu không? Hiểu quá chứ. Tức là ông nói là cái ba lô mình nên đeo ngược trước bụng, không được đeo sau lưng. Vì sao? Vì cái gì phía trước mặt mình là của mình, còn cái gì sau lưng mình là của người khác. Có nghĩa là lấy khi nào cũng biết. Thì đó chính là tính giao tiếp của ngôn ngữ. Thì chúng ta có thể dừng lại ngang đây vào tối hôm nay, và tối mai có thể là chúng ta sẽ tiếp tục ở một phần nữa. Và tối thứ năm là buổi cuối cùng của chúng ta với cái môn này, thì thầy sẽ nói tiếp.